Trần Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay Trần Lực lại tiếp tục lên trên nhà của em. Vừa rồi thì em Sử có bảo Trần Lực rằng là đi xuống dưới kia là lấy xà beng về để mà làm cái phần chuồng lợn. Còn cái phần chuồng gà thì hôm qua là Trần Lực cũng đã cùng em Sử với lại thêm có sự góp mặt của em Quân nữa. Hôm qua các bác là làm xong cái phần chuồng gà rồi. Hiện tại thì ở trong là vẫn chưa có gà đâu các bác ạ. Phần chuồng gà này thì Trần Lực cũng đã nói là được bà An Phạm là bà có gửi cái phần kinh phí cho để mà làm. Có vẻ như nhìn thấy từ bên kia là thấy có cả em Quân nữa này, cả thêm là chú nữa là hộ em Sử để mà làm cái phần chuồng lợn. Còn về cái phần chuồng lợn này thì một tí nữa làm như thế nào thì Trần Lực sẽ nói lên một chút cô bác nhé. Sẽ có sự một sự thay đổi một chút. Hôm nọ là lúc đầu thì là cái phần kinh phí là 2 triệu ấy, nhưng mà để mà không có đủ để mà làm cái phần xay cô bác ạ. Nhưng mà Trần Lực cũng đã suy nghĩ lại và bàn với lại em sửa thêm về cái phần chuồng lợn rồi. Cái phần chuồng lợn này thì là được cô Huỳnh Thị Gia Minh là cô gửi cho được là 7 triệu đồng. Và trong đó thì 5 triệu là dùng để làm kinh phí mà mua lợn giống. Còn 2 triệu còn lại thì sẽ để mà làm chuồng trại. Ui khói quá nhỉ. Anh ra xử nhá, Quân nhá. Thế là bây giờ là chuẩn bị cuốc cái này đúng không? Cháu Quân xin chào quý ông bà và chính chị ạ. Quân thì hôm nay có vẻ lên rất là tươi nhỉ, lên từ sáng hay là vừa mới lên đấy Quân? Lên từ sáng rồi à? Hay còn em Sử nữa, chỗ này thì bây giờ là sẽ phải là tính kế Sử nhỉ? Cháu Sử xin kính chào quý ông bà và chú anh chị. Hãy theo như hôm nọ là anh em mình bảo ấy thì là đổ cái phần nền bê tông xong đúng không? Là dùng cây tre để mà làm đúng không? Đấy, nhưng mà theo anh thì bây giờ là cái khoản 2 triệu đấy anh sẽ cân đối thêm một chút là mình mua cái tấm B40 kìa. Mình về rào xung quanh chuồng lợn. Đấy còn ở phần dưới nền ấy thì sẽ đổ bằng bê tông của bác ạ. Đấy, ở nhà thì vẫn còn bột đá và lại thêm là cát nữa cho nên là tận dụng lại hai cái thứ đấy để mà kết hợp cùng với lại xi nữa. Đấy, mình chỉ cần mua xi này, mua thêm là bệ lưới B40 với lại thêm là pro nữa thôi. Đấy còn là về phần cây và mình làm chóng thì là mình sẽ tự chặt ở nhà mình nhá. Rồi, thế là bây giờ là mấy anh em mình chuẩn bị làm đúng không? À các ta xử khâu mê. Bây giờ thì hỏi chú xem là làm như này thì có được không? Đấy, chú cho cháu hỏi một chút nếu mà làm cái chuồng lợn như này thì liệu có được không nhá? Cháu đang định bảo là cái phần nền ấy thì là cháu đổ bê tông. Đấy còn ở phần xung quanh ấy thì là mua cái loại sắt B40 ấy. Là rào xung quanh lại. Đấy thì theo chú thì như vậy thì có nuôi được lợn không? Hả? Theo chú thì như vậy là có nuôi được lợn không? Hả? Chú có vẻ như vừa nãy đứt biết hỏi chú nào? Chú à, nghe tiếng phổ thông là con đây kéo quá. Từ nãy đến giờ cháu Lực cứ bắn tiếng phổ thông cho chú thôi. Bây giờ thế sẽ phải là truyền đạt bằng tiếng nùng một chút. Ông va cái lẽ lán ông va lẽ lẽ bong hôm thì chạy ngả, mà hôm ăn bia à? Đi đây đây nào. Không tìm múa. Ừ. Ừ, đây đây đó. Hôm ông va đắm mấy thì tuồng này ở đây, ông va cái lẽ cái mặt tố, giờ tới đây ông va đổ xi măng khăn nào, giờ ông va lẽ phúc hơi tập từng tổ nào. Học viên. Hả? Học xí chứ đấy mà lên. Học xí đây bột tu chiên à? Bột tu chiên thứ mà ghê cả. Lấy tấm ván á. Tấm ván, nhưng mà tấm ván mình thì liệu có còn không? Nếu mà tấm ván bây giờ liệu còn không đấy? Còn á. Thế thì bây giờ mình cứ hoàn thiện cái phần lau trên tàu đấy. Chú làm hai cái đấy không lấy gậy đâu. Không lấy gậy cả. Lấy mũi xì. Đâu. Lấy mũi xì là nền ở xuống dưới à? Đó, thế thì có ván à? Nhưng mà bây giờ thì liệu là
sử còn cây thông để mà mình cưa ván không? Không biết, phải ông không biết. Đấy, thế thì anh vừa mới hỏi sử ấy, thì nếu mà có thì mình mới làm được chứ. Còn không có thì làm sao mình làm được. Thế thì à... Lắng cái nước mấy chuông bên ổ. Lắng cái sử nước mấy chuông bên này. Ủa mi á? Mấy cây ở kia thì có phải cây của nhà sử không? Hả? Có ông à? Ồ. Thì nếu bây giờ nếu mà không có ván thì mình làm cái kia thôi. Bây giờ ấy. Đấy, bây giờ thì có vẻ như là có nhiều cái phương án để làm chuồng trại của ông cô bác ạ. Đấy, mỗi người làm một kiểu phương án cho nên là vẫn còn chưa được được ổn máy. Em Sử thì mỗi lúc là một phương án, hôm qua ông kia lên thì lại là dùng BOM cũng được, nhưng mà bây giờ thì em lại thay đổi và định làm ván. Cho nên là phải làm đào xong cái phần nền đó rồi thì tính sâu các bác. Còn cái nào mà anh em tự làm được thì sẽ tự làm, còn cái nào mà phải thuê thì anh em sẽ dùng thuê các bác. Trong cái khoản mà 2 triệu để mà làm chuồng trại đấy. Chết rồi đây. Khoảng 2 triệu để mà làm chuồng trại thì chắc chắn là sẽ không có làm được bằng chuồng gạch bê tông đâu. Hay nhưng mà bây giờ cứ hoàn thiện xong cái phần nền đã rồi thì tính sau. Hai anh em không có cuốc thêm à? Hả? Một người cuốc mà có cái cuốc thêm không? À đây này. Có gái rồi. Đây là bạn gái ra hộ à? Hả? Kiếc hộ không kiếc? Kiếc ơi, đi lấy dao cho anh đi. Lấy dao đi, để anh sửa cuốc đã. Có vẻ như là hai anh em này vẫn còn sung sức để mà đào quá cô bác ạ. Đào độ tầm 10 phút nữa thì một tí nó khác ngay mà. Cuốc này cũng hỏng hết rồi. Có vẻ như anh nhìn thấy từ xa thì thấy ông cũng đang đốt gì ở dưới kia đấy Sử. Sử ơi. Không phải đấy mẹ nó. À, Quân này. Em đang gom lại cái lá cây này xuống đây đốt một tí đấy. Đốt cái chỗ lá cây này đi. Này anh em mình ở đây thì không sợ đâu mà. San phẳng ở chỗ này đã cô bác ạ. Này Sứ ơi, tí có đá không? Nếu mà có đá thì vừa xếp ở chỗ chân của em Quân lên nhá. Chả tạo cho con này tạo hết trông cơ. À nào ơi, tới lấy cậu vào xi măng láng nào. Hắn nào tới gặp xi măng lá liệu ổ theo cả theo lại lá lắng cái sử mi mây mẹ cái sử mi mây mây mẹ mùi mây nó đấy cô có bác tạp thóc chưa nào được chưa tạp tạp thóc chưa nào người anh em cứ hoàn thiện cái phần nền rồi thì tính tiếp. Đây này chắc là mình hót đất lấp từ dưới kia lên nhỉ. Dạ, khoái quá. Đây xem nào. Lấy một cây mới được.
có gì đã xem nó lâu bao nhiêu đã xem đấy. Mấy anh em đang làm thì thấy em Hải là không biết là vừa đi đâu về có bác ạ, thấy từ xa thì nói em ấy rằng là đi rau về ấy. Hải vừa đi học về là đi đâu về ấy? Đi trên rừng á? Đi trên rừng là đi lấy cái gì? Đi hái rau á? Ôi rồi đây xem nào. Đấy, kẹp cái này cho Hải một chút. Ôi rồi. Thế đây để em đi bán à? Vâng. Wow, xem nào bao nhiêu cân đấy? Ui, ít nhất cũng phải rơi tầm độ khoảng 15 cân đấy các bác. Cái này là chưa buộc à? Chưa đâu ạ. Thế là tối nay là ai hộ em buộc không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế là đi từ mấy giờ? Từ 6 giờ ạ. Từ 6 giờ sáng nay? Vâng. Thế là hôm nay không đi học à? Không đâu ạ. Hôm nay là được nghỉ à? Vâng. À, thế là hôm nay là được ngày nghỉ của bác. Em Hải là tranh thủ lên trên rừng kia để mà lấy về. À, Hải chào các ông các bà đi. Con chào các ông các bà. Thế là cái này là bây giờ đấy để đâu? Cho là một tí lấy để vào trong nhà tí anh sử hộ em buộc ạ. À, tí là anh xử là hộ buộc đúng không? Thế thì cất ra bên kia đi. Đây. Đây. Chỗ này thì bán được tầm bao nhiêu tiền? Không biết ạ. Không biết. Phải bùa xem đường mấy bó ạ. Ồ. Thế là hôm nay thế là sáng mai lại đi lấy thêm một ngày nữa à? Vâng. Ồ. Thế là buổi sáng sớm mai là em Hải là đi lấy thêm một ngày nữa, tranh thủ là những ngày được nghỉ ấy cô bác. Đây ở bên kia thì có thêm một cái bạn gái nữa. Đang hộ em Sử là để mà làm, không biết là có tình yêu tình báo hay không. Sử thì cho anh hỏi Hải, hỏi nhỏ ở kia thì có phải là bạn gái của anh Sử không? Không biết ạ. Không biết á? Đùa không? Thật không? Thật ạ. Thật không? Thật ạ. Ừ. Hãy đi, có lẽ là bạn ra hộ Sử. Ê, hôm nay là một mình Hải là đi làm thôi à? Ừ, con là chú đâu rồi? Đi chú kia. À, đi xuống đường kia à? Ừ. Thế là Hải ăn gì chưa? Rồi à? À, mấy anh em mình hộ nhau làm thôi. Đấy, bây giờ thì cứ san cho nó đủ cái mặt bằng đó cô bác ạ. Đấy, Sử thì hôm nay là có bạn gái hộ đấy nhở? Oh. Đấy, hôm nay là có bạn gái hộ nữa đấy cô bác ạ. Này thì bây giờ sẽ hốt cái phần đất ra để lấp cái phần kia. Ở bên kia thì nó là có cái cây tre rồi cho nên là nó rất là chắc chắn, không sợ bị làm sao cả. Hay làm chuồng lợn thì nó cũng chỉ tầm đến đây đi thôi. Cuốc không có nữa à? Hết rồi. Thế là mấy anh em làm nhá. Lúc nào mà mệt thì anh em mình thay nhau làm. Sử ơi, nếu mà để mà cho nó ấy hơn thì là anh em mình đào chôn cột đây đi. Chôn cột đây xong là anh em mình lấy cái cây để rác này. Nào, ok không? Nó chắc đủ rồi. Ok. Đào đến chỗ chân của Hải nữa. Chân của Hải đúng không? À, ừ. Lấy cát xong thì lại đường bên này đi thôi. À được. Đấy, thế thì... À, chỗ này thì cũng khá là rộng rãi rồi. Cái phần này thì nó là cũng là cái đất cứng của bác nhá, cho nên là cũng rất là yên tâm. Thế hôm nay ông đi đâu rồi hả Sử? Chăn trâu rồi. Ông đi chăn trâu à? Thế là ông đi chăn trâu rồi, các bác không biết là chăn trâu ở tận đâu, xem là có thấy ông không. Có vẻ như là ông chăn trâu ở tít dưới kia này cô bác này. Cháu được đi xuống cái nhà để mà kiếm thêm cái cuốc về, cái xẻng về để mà mấy anh em cùng nhau làm. Làm đợi anh một chút nhá. Anh đi, không biết là nhà trên kia là có cuốc không? Anh đi xem có cuốc không, nếu mà có cuốc thì anh mượn về. Hạnh! Mấy em làm đi nhá. Theo mi mặc bài mi à? Mặc bài bộ mi nào? Mặc bài nào? Chú khẩu thích mi
Ồ, nước chấm mì sao? Mua về đây mà đấy. Kể về cái phần đào đền thì chắc là bốn anh em chắc là phải đến đào đến tối thì mới xong đấy cô bác ạ. Này là từ chỗ chân của em Quân ra. Đào một tí thôi là thấm mệt đấy nhở, toát hết cả mồ hôi ra luôn. Đây mà không có xà beng thì cũng đào rất là khó đấy. Ngày hôm nay thì cũng có thêm em Quân nữa này, thêm là một bạn gái nữa là ra hộ, chứ không là hai anh em thì không biết là đào đến bao giờ thì mới được chỗ đất này. Cái chỗ này thì anh em đào thêm một chút nữa thì cũng gặp cái đất cứng của nó rồi, cho nên là cũng không sợ là nó bị sạt cả. Còn ở phần phía bên này thì nó là một cái hủng thôi, nó cũng đã có cái phần búi tre này được vào rồi, cho nên là nó không có sợ, không sợ là chuồng lợn sẽ bị sạt nữa. Đấy, anh em tiếp tục đào tiếp đi. Đây thì cũng có rất là nhiều những cái phần góp ý kiến của các bác ở trên kênh rằng là tại sao mà khi làm nhà mới xong là không có để đồ đạc lên trên này, thí dụ như là gà này, lợn này, ngan, trâu mọi cái, nhưng mà bây giờ là phải làm được chỗ cho nó ở ra thì mới đem lên trên này ở được chứ, ở được cô bác ạ. Bây giờ thì nhà thì cũng mới làm xong. Đấy, dần dần thì sẽ được hoàn thiện. Ở nhà dưới kia thì không để mà làm xong nhà trên này để mà gỡ đi thì cũng không thể gỡ được cô bác ạ. Mình vẫn còn tự tận dụng lại để làm kho tất cả mọi cái. Mấy cái xe máy là vòng được kia một chút. Cái chuồng lợn làm như thế này thì cũng cách khá là xa rồi cô bác ạ. Ở dưới này thì cũng có một cái một cái nơi để mà sau này, chỗ này thì có thể là láng xi măng xong là vấn để được phân lợn ở dưới này sửa. Vâng. Chất thải của lợn ấy, cho nó chảy ra bên đường bên này. Nhưng mà mình làm là phải đào nó thoải xuống, cho thấp xuống một tí. À không, mình không có đào thấp đâu, mình đào bằng phẳng, mấy nữa mình nền láng xi cho nó thấp xuống. Cho thêm vào bên này. Đúng rồi, thì phân nó mới chảy.
Nhưng mà bây giờ mình đào ấy thì có thể là cho nó bằng thế này. Chỗ này thì mình ghi lại lại cho nó cứng cái phần đất, phần nền của nó. Mày nếu mình nền đấy. Đây. Vậy này thì cháu Lực cũng là người mà đưa ra cái phương hướng để cho em ấy làm. Nhưng mà về phần tròn lựa thì em ấy muốn làm như thế nào để cháu Lực sẽ lắng nghe theo ý kiến của em. Nếu mà hợp tình, nếu mà được thì cháu Lực sẽ bảo em ấy làm như vậy. Chỗ này có phải là đất của nhà sử không? Hả? Chỗ này có phải đất của nhà sử không? Không. Nếu mà không thì đào hẳn thỏi cho dưới xuống này. Để không cho ai đi vào đường này nữa, cho đi vào đường kia. Đây sẽ cho một cái đường ấy. Cho một cái đường nữa à? Nhà bên kia thì không biết là... Có đường kia. Không biết là có tịch tùng gì mà hát từ nãy đến giờ các bạn ạ. Hãy đi xuống cái nhà dưới xem là ông đang làm gì để cho các em ấy là ở trên này làm mà đợi cháu Lực một chút. Hãy làm ở góc bên kia thì cũng cách xa nhà mới khá là nhiều rồi các bác ạ, thì không sợ là cái chất thải của phân là nó mùi ra nữa. Nếu mà ông không đi chăn trâu thì ông là lên cùng cháu Lực để mà cùng em Sử nữa làm chuồng trại. Đấy, hiện tại thì là cái phần chuồng thì sẽ là làm ở trên này và ở phần dưới này này cô bác này, phần ở dưới này thì có thể là láng lại xong là cho cái phần chất thải của nó ra bên này để mà phơi, bên này thì tận dụng lại phần phân lợn để mà mình cho vào ruộng. Không biết là giờ ông ở dưới nhà là đang làm công việc gì rồi, đi chăn trâu thì đã về chưa? Có vẻ như là ông không có ở nhà rồi các bác ạ. Chắc là ông đang ở phía dưới ruộng rồi. Hay hôm nọ thì ông có đi vào rừng để mà khai thác tổ ong các bác. Thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến, những cái bình luận của các bác. Nói rằng là ông già rồi thì không nên là cho ông đi vào trong rừng nữa. Ở đây thì đó là tính chất là cái... công việc của ông rồi. Mỗi lần mà đến cái mùa vụ thì ông đều đi trên rừng già mà để mà khai thác cô bác. Có rất là nhiều những cái bình luận thì nói rằng là kịch bản như thế này như thế nọ ấy. Nhưng mà những cái bình luận đấy thì thực sự ra khi mà cháu Lực đọc được ấy thì cũng rất là buồn đấy. Nhưng mà nghĩ lại thì khi mà mình đã làm đúng rồi thì không có sợ điều gì nó đến với mình cả. Dê ơi, dê dê ơi, ở dưới kia thấy ông thì vẫn còn đang đang miệt mài làm cái cột để mà cho đố đấy cô băng.
cái phần ruộng của nhà em xử thì hôm nọ là không có được, là bà An Phạm gửi cho Lực là 50 đô để mà thuê người cày rồi. Tuy nhiên là bây giờ là chưa đến cái mùa vụ cày ấy, cho nên là người ta chưa có vào cày cho em xử được các bác nhé. Hôm đấy mày về. Thì bác chín nào á? Ôi ôi. Thì bác phải đi nè về vào nào. Ồ, thế là phải biếng mày về không à? Tao đóng lại mấy dè cái này mà nè. Ừ, cái tần đáng lâu. Chị phải chịu. Mày vừa rồi là Châu là vào trong này ăn cái phần đố của ông ấy các bác. Thế ông bảo là đi về nhà uống một tí nước thôi. Nhưng mà đi lên lóc mà dè bà nào. Ừ. Ồ, ồ, đi lóc hình nào mày. Lóc nào. Nê bà hóa ra chảy dè mà nè. Hả? Tội bàn tôi mà đấm ra. Tàn tàn luôn. Ồ. Tàn mát chỉ có chỉ có. Ồ. Bây giờ đến năm một tháng này. Ồ. Cây mà trồng xin xít vào nhau nữa Châu cũng đi vào được. Hôm nọ thì có ông có đi vào rừng thì rất là nhiều những cái bình luận mà các bác nói rằng là đó là cái kịch bản diễn hay là như thế nào các bác. Thì mỗi lần mà ông đi vào rừng ấy, thì ông đều cầm theo gạo để mà đi lên trên rừng là nấu cơm, ăn cơm các bác ạ. Có thể là ông lên trên rừng là chỉ cầm theo là một ít gạo với lại thêm là một vài con cá mắm thôi. Hay còn như về cái những cái nồi ấy thì là ông là tận dụng lại là những cái ống tre các bác để mà nấu cơm ấy. Chị à chê nổ. Đấy, cô bác có thể nhìn thấy là đáng lẽ ra là khi mà nhìn thấy ông, nhìn thấy Châu và đi vào ăn, đi vào đây ăn thì cảm giác như rất là bực bội đúng không bác? Nhưng mà ông thì lại khác, vẫn còn mặt rất là tươi cô bác ạ. Mà đây to mắt chim, to ok hắt mà đấm ra chê, cái mắt nữa. Thế là bây giờ là phải trồng lại từ đầu cô bác ạ. Cái kia thì độ tầm một tháng thì mới lên, nhưng mà bây giờ cái này là phải trồng sau rồi. Đấy, có lẽ là ông đi vào trong rừng thì những cái cảnh vừa rồi ông đi ấy thì là rất là quen thuộc đối với ông rồi. Thì nó đối với ông thì rất là bình thường. Đấy, nhưng mà khi mà cháu được chia sẻ lên kênh ấy thì rất là nhiều các bác có quan tâm tới ông ấy thì rất là thương ông và không muốn cho ông rằng là đi lên trên rừng suốt như vậy cả. Đây, bây giờ thì sẽ cùng ông sửa lại thêm một chút nữa thì cháu được sẽ lại lên trên để mà xem mà anh em đào như thế nào đã. Vậy đi xuống kia một lúc về thì thấy các em gần đào xong cái phần nền rồi các bác ạ. Ở chỗ này thì nó hoàn toàn là bằng đất cứng hết cả các bác nhé, nó không có chỗ nào mà bị đất mượn đâu. Đấy, thế là rộng rãi ở đây nhỉ. Chỗ này nếu mà làm hết thì thả được tầm là 10 con lợn thì cũng được đấy cô bác ạ. Em đang đào chúng chừng một tí. Đào cho nó bằng bằng không tí một tí. Sứ ơi, cái này đào thoải xuống một tí sứ. Anh quên đóng rồi. Sứ ơi, cái này đào tàu trên này thoải xuống một tí để làm cho kiểu nó không bị sạt đâu. Sợ sau này lâu về nó bị. Kiếc này năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Được 16 tuổi à? 16 tuổi thì cũng lớn nhanh ấy nhờ. 16, 17 tuổi? 17 tuổi à? Mười mấy tuổi? Có vẻ như là khá là ngại cô bác.
Nhưng kiểu là có một bạn gái vào, hình như là hai thanh niên này đào có vẻ hăng hơn hay sao ấy nhở. Sử nghỉ là không dám nghỉ đây, sử ơi. Đào liên tục. Đây sao nó phẳng ra. Chỗ này là đất cứng rồi nhỉ? Đó. Đất cứng đến tận đây. Đủ rồi nghe. Đủ rồi, bây giờ mình cho nó phẳng phẳng thôi. Sửa nó phẳng phẳng cho mấy nữa mình đổ lên thôi. Nữa đổ xi măng nó cao lên là được rồi. Trên này. Trên này thì Hải à. Ui, chỗ này như kiểu là đất là dùng để đổ anh nhỉ? Hay là trước kia là đổ trên này? Nhà kia đổ à? Đâu thấy đâu, thấy đã lăn được đâu. Chị đến đây vò. Được đào thì đào xuống. Nhưng mà chỗ này là mày nữa mình làm pro là nó dịch dịch tận tận đấy ấy. Nó dịch tận đấy ấy. Thì nó phải chùa của nó thì tầm đến đây thôi. Đến đây là nó đã đủ rồi, nhưng mà pro nó phải thò ra độ tầm 50 phân thì nó mới không có bị ruột đi vào trong được. Đấy, bây giờ thì hiện tại là mấy anh em đào xong cái phần nền để mà làm chuồng lợn đó các bác. Đây là bước đầu mà để làm chuồng lợn. Ngày hôm nay là may là có đông người làm đấy nhỉ. Vâng. Chứ không là có một mình Sử là không biết là một ngày là đào xong cái phần này này không. Này thì có thêm em Quân nữa, lại thêm một bạn gái nữa. Nhà này thì có vẻ như là rất là lấp lánh đẹp nhỉ. Vâng. Vừa tay nhỉ. Vâng. Ui, tháo ra, giờ tháo được ra không? Nhưng mà bây giờ tháo ra thì làm như nào? Hả, vẫn được à? Vẫn được. Còn nhưng mà bây giờ mình đang làm thì thành ra là thịt của mình nó nở ra. Với lại có thêm tí bụi nữa, thành ra là làm rất là khó. Anh Hải là thế là Hải là sáng nay đi từ mấy giờ đấy Hải? Từ 6 giờ ạ. Đi từ 6 giờ á? Vâng. Thế là mai là đem ra chợ bán à? Không ạ, mà mai đi một ngày nữa. Mai đi một ngày nữa? Vâng. Mà đi một ngày nữa thì chắc là lấy được về nhiều lắm đây nha. Em Hải thì bây giờ cũng tự lập rồi đấy cô bác ạ. Đi như thế thì có lấy cơm theo không? Có ạ. Có à? Vâng. Đi thì cũng đừng đi xa quá nhá. Vâng. Đi lấy rau lợn, đi lấy hái rau mà không biết đường về thì anh với anh Sử đi tìm lại khó đấy. Vâng. Ở trong rừng thì không biết đường nào mà tìm đâu cô bác ạ, nếu mà bị lạc ấy. Thế là Hải là đi lấy thì lấy ở chỗ nào? Lấy trên tí rừng kia. Tí rừng kia à? Vâng. Nhưng mà đã đi vào trong rừng sâu hẳn chưa? Chưa đâu ạ. Chưa đâu à? Vâng. Thế là vẫn ở phần ở ngoài lề đường đúng không? Vâng. Ồ. Thế bây giờ thì đào xong thì mấy anh em mình chắc là cũng nghỉ thôi nhỉ? Vâng. Thôi. Nghỉ ngơi một chút thôi là cũng ok thôi. Hai cuốc này là cái cuốc này anh mượn ở nhà trên nhá, tí Sử đem đi giả nhá. Vâng. Hai cuốc này. Đấy, bây giờ thì đợi nó cứng thêm một hai hôm nữa thì mới đổ được nền các bác ạ. Xong thì mới làm đến vấn đề mà lại đến chuồng. Xong mới đi mua lợn giống về.
Vậy hôm nay thì cháu Lực cũng đã cùng em các em là hoàn thiện xong cái phần nền của cái phần chuồng lợn đó các bác ạ. Đấy, có thể là bây giờ chuồng gà thì hôm qua thì cũng đã làm xong. Đấy, nhưng mà vẫn chưa có gà để vào trong được. Ở dưới nhà thì có con nào không xử? Có mấy con. Có mấy con à? Đấy, còn về cái phần chuồng lợn nữa. Chuồng lợn thì chắc là phải được tầm một tuần nữa thì nó mới hoàn thiện được cô bác. Thứ nhất thì bây giờ là cho cái phần nền nó cứng một chút đã, rồi thì sẽ đi vào và đổ nền. Đấy, máy nữa thì mình sẽ đi chở cả pro này, xong là chở cả si đấy nhá. Đấy, chở cả si để mà để hết vật liệu trên này đã, rồi thì sẽ cùng làm. Đấy, còn Hải thì lên trên rừng thì lấy đi lấy cái gì thì cũng phải là cẩn thận nhá. Vâng. Nhớ là đi là lúc nào mà mình đi qua cái đường nào ấy thì là nên bẻ một cái cành cây đó nhá. Vâng. Để mà đánh dấu đường mà mình, nếu mà như thế nào thì mình còn biết mà về nhá. Vâng. Chứ để mà tránh trường hợp là sẽ đi rừng và lạc. Đấy, và trước khi là đi là phải bảo với lại anh Sử nhá. Vâng. Để mà anh Sử còn biết rằng là em đi đâu, chứ không là một đến hai ngày không về là cứ nghĩ là em đi học đấy. Vâng. Nhá. Vâng. Thế còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước video ở đây thôi cô bác. Thầy Quân thì hôm nay lên hộ anh Sử thì có mệt không? Em không. Không à? Vâng ạ. Thế là một tí nữa anh Sử lại đưa em về à? Vâng ạ. Ồ, thế thì hôm nào mà nhà Quân làm ấy thì là gọi Sử là anh Sử lại đi hộ. Vâng ạ. Đấy. Chuồng lợn nhà Quân thì đã xác được lập pro chưa? Chưa. Chưa lập à? Vâng ạ. Lúc nào mà làm xong ý thì lên bảo với anh là đi mua pro nhá. Vâng ạ. Mua pro về để mà lập cái phần chuồng lợn nhá. Vâng ạ. Đấy. Quần thì bây giờ cũng được các bác giúp đỡ là dê có này, lợn có, mọi cái là cũng gọi như là cũng khá là đầy đủ về cái phần là gọi là gia súc gia cầm rồi. Đấy, còn tuy nhiên đó thì là em thì vẫn còn về cái phần kinh phí làm nhà các bác thì còn thiếu. Cháu Lực cũng rất là mong sau khi mà cháu Lực đăng tải những cái thước phim lên thì rất là mong sẽ nhận được thêm những cái khoản hỗ trợ trợ duyên của các ông các bà, cô chú anh chị và tất cả các bạn gửi tới cho em Quân để một thời gian nữa em Quân có thể là thực hiện vào cái ngôi nhà ước mơ của mình cô bác ạ. Đấy, còn thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là bốn anh em cũng xin phải dừng cái thước phim ở đây thôi cô bác, và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.